Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay lại kênh Thầy TV của mình. Hôm nay mình vừa mới nhận được một cái con điện thoại Oppo F9 này của một bạn tên Hậu gửi lên sửa. Thì khi mà mình khui cái hộp này ra thì mình tá hỏa luôn, mình không tin được là cái điện thoại gửi lên sửa mà nó nát cỡ này nè các bạn. Mình thấy không? Đây là cái bộ phận main nha. Bộ phận main, main ở trên đầu của nó. Nó gãy lìa cái xác ra luôn. Nhưng mà được cái là cái main nó không có gãy các bạn à. Cái main thì nó không tác động. Thì hiện tại bây giờ mình không biết nó còn sống hay không. Đấy là cái máy nó vậy nè, nó gãy lìa vậy nè. Nó gãy lìa vậy. Ở đây thì cái bạn này đã đem đi tiệm sửa ở dưới quê rồi, nhưng mà ở dưới quê người ta báo giá cao quá nên bạn này không sửa, bạn này gửi lên cho mình. Và hiện tại thì mình cũng chưa biết là máy này có sửa được, còn sửa được hay không, tại nát nứa hết trơn rồi các bạn. Nó gãy lìa cái bộ phận của hết, từng bộ phận hết trơn rồi. Đây nè, đó. Ở phía dưới này là cái bộ phận chân sạc với lại lo liếc thôi, dây sóng anten thôi, còn ở trên đây là men. Cũng may là những cái dòng Oppo á thì cái men nó nằm ngang, cái men nằm ngang cho nên khi mà nó gãy làm đôi á thì cái men nó không bị tác động các bạn nhé, nó không có hư men. Ở đây thì các bạn thấy là cái dây anten nè, cái dây anten đứt lìa nè. Đây, cái dây anten này là dây anten để chúng ta bắt sóng này nọ nè, mà nó đứt lìa nè. Thì không biết là người ta có bán phụ kiện để mình thay thế hay không nữa. Và cái thứ hai nữa là cái nút nút bấm nguồn đây bạn. Cái nút để mà chúng ta bấm nguồn á, nó đứt lìa luôn nè. Đó, đứt Hello, lìa. xin chào tất cả mọi người. Hãy bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Bấm nguồn luôn, đứt đủ trò đủ thứ hết đó. Thì bây giờ mình không thấy là có pin ở đây nữa các bạn, ở đây mình không thấy có pin nên bây giờ mình cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ không có pin để test, để mình xem ở nhà mình có pin hay không đã. À, các bạn ơi, mình quyết định là mình xách cái men này mình đi ra ngoài cửa hàng linh kiện, mình lấy màn hình, mình lấy linh kiện để mình test luôn. Thì rất là may các bạn nha, rất là may thì cái men này hiện tại nó vẫn còn sống nhăn, nó không có hư các bạn à, rất là may mắn đó. Thì sẵn mình có mua cái cây sim luôn, thì lúc nãy mình nghĩ là cái máy này đã mất cây sim á nên mình có mua cái cây sim luôn, mà thôi về lỡ có cây sim rồi thì mình để lại để mai mốt mình thay cho khách khác ha. Ok, thì đây mình có mua pin nè đó, mình mua pin 150.000 nè, pin hết 150.000, cái màn hình 450.000 nè đó, một cái cọng dây này là 30.000 nè, 15.000 cọng dây này, 15.000 cái cây sim, 30.000 cái nắp lưng này, hết 170, cái sườn này hết 70, đó là coi như mình tốn hết 800 mấy chục ngàn tiền linh kiện nha các bạn. Để mình test cho các bạn xem nè, mình test cho các bạn xem cái men này còn sống nè. Thì tại sao mình mua đồ linh kiện, tại vì khách yêu cầu mình mua đồ linh kiện để thay các bạn nha. Đó, tại vì cái bạn này là gửi lên là bạn này nói mình là đã từng đem vô tiệm dưới quê rồi và dưới quê báo cao quá, bạn này không có tiền sửa cho nên gửi lên nhờ anh thay giá cái rẻ cho em. Thì ở đây mình sẽ thay giá cái rẻ và mình lấy công rất là thấp để cho các bạn này có điều kiện sử dụng cái máy. Bạn này nhớ nói mình là trước giờ em chưa được xài máy xịn anh ơi. Đó, chắc cái máy này của ai cho đó, của ai đập nát rồi cho bạn này đó, chứ không phải là bạn này mua hay sao đâu. Ok, mình sẽ gắn tạm vậy bạn nha, mình sẽ tạm thời gắn màn hình quấn pin vô và mình sẽ khởi động nguồn. Để khởi động nguồn được thì ở đây không có nút home, không có nút nguồn á, thì mình sẽ sử dụng cái kẹp để mình kẹp vô cái nút nguồn này. Đây nè, đây chỗ này là cái nút nguồn, mình sẽ kẹp vô để mình khởi động máy. Đó, lên các bạn nha. Cái máy chúng ta còn lên bình thường mà mình đã test chức năng hết các bạn à. Mình đã test đầy đủ chức năng rồi cho nên mình sẽ không cần phải test nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hồi sinh cái con này lại các bạn nha. Đó. Khi mình nhận được cái con máy này mình cứ nghĩ là nó lên đường rồi mà ai dè vẫn còn sống nhăn cũng hay thiệt chứ. Rất là tốt. Ok. Thì bây giờ mình để coi mình cần làm những gì. Trước tiên là chúng ta sẽ lấy một bộ vỏ mới ra nè. Cái cột sườn, cái này là cái sườn các bạn. Cái này là cái sườn máy. Thì trước tiên mình sẽ sàn những cái linh kiện linh tinh từ bên cái cụm cũ này qua nè. Thì ở đây trước tiên là mình sẽ lấy cái nút tăng giảm âm lượng ra nè. Đó, tăng giảm âm lượng mình lấy ra nè. Rồi mình lấy cái lo nè, cái lo này phải lấy cẩn thận chứ không nó bị xúc ra, nó xúc làm đôi. Ok, cái lo này nó tự xúc ra luôn thì không cần phải nạy. Bây giờ mình sẽ lấy thêm cái lưới lo ra nè. Đó, mình sẽ lấy cái lưới lo ra các bạn nha. Cái lưới lo này nó sẽ giúp cho chúng ta chặn bụi bặm là thứ nhất là bụi bặm, thứ hai là cái quan trọng là chặn những cái mạt sắt. Giống như những cái ai mà làm trong cái môi trường mà có mạt sắt nhiều á thì sử dụng lâu ngày cái mạt sắt nó rơi vô trong cái lo này làm cho cái lo này nó không có nghe nữa. Đó là một cái sự bảo vệ rất là tốt. Ok, tiếp tục nữa chúng ta lấy những cái cọng dây cảm biến này ra nè. Đó, mình sẽ nhẹ nhẹ mình lấy dây cảm biến này ra. Cái những thứ này linh tinh lắm bạn nha. Nó bé li ti rồi chúng ta không cẩn thận là chúng ta làm đứt đó. Là phải cẩn thận. Đó, này nhẹ nhẹ lên để chúng ta lấy cái cọng dây ra còn nguyên vẹn mà không có bị hư nha. Hư một cái một là phải đi mua đó các bạn. Đó, lại lại sâu vô. Rồi chúng ta tiến hành ta nhấn nó ra. Đó.
Cái này là một cái đèn báo gì đây nè, cái mắt gì đây nè, lấy ra. Đây một cái miếng nhựa nè các bạn. Chúng ta cần phải lấy hết tất cả các chi tiết ra nha, không nên bỏ quên cái chi tiết nào. Đó, để mình coi cái này lấy cách nào đây. Nó sẽ có cách để lấy. Ta từ từ ta làm. Đó, ra nè các bạn. Đây, cộng dây cảm biến nha. Rồi, nó lấy hết rồi. Thì giờ tiếp tục chúng ta sẽ lắp vô cái bộ vỏ mới. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái dây cảm biến này trước. Đây mình lắp cái dây cảm biến vô trước nè. Đó, đưa vô vị trí cũ nha. Ok, thì ở trên cái cọng dây nó cả có một cái lớp keo cũ sẵn rồi nên chúng ta chỉ cần ịnh ịnh vô thôi là nó sẽ dính thôi. Rồi mai mốt chúng ta lắp cái men lên thì nó sẽ đè lại và nó sẽ dính cứ ngắt chứ nó không có bị xúc xảy xúc nữa các bạn nha. Yên tâm. Đó. Rồi tiếp tục nữa chúng ta sẽ gắn này vô nè. Cái cục sắt lúc nãy, cái cục trắng trắng lúc nãy mình lấy ra đó. Ok, tiếp tục các bạn nha. Lúc nãy nó bị văng nó rơi đi nên mới lùm lại được. Đó thì giờ mình sẽ gắn lại nè. Đó. Nó đưa nó vô ngay cái lỗ của nó, ở trên cái khung sườn nó có một cái lỗ để nó đút vô nè. Cái này nó giống như một cái miếng nhựa để mình nó dẫn ánh sáng, nó dẫn ánh sáng để nó báo đèn á, nó báo đèn lên trên phía trước màn hình á. Ok, thứ hai nữa chúng ta sẽ gắn lại cái lưới lo như cũ ha. Đó, gắn lưới lo là như cũ để bảo vệ cái lo chúng ta không bị bụi bặm những cái mạt cưa rồi bám vô. Đây cái lo nè, thì lo này để vô nó sẽ gớt cái nữa thôi nên chúng ta tạm thời chúng ta nó không gớt. Ok, rồi. Tiếp tục nữa thì mình sẽ dán lại cái nút tăng giảm lượng nè. Mình sẽ cho một miếng keo E8000 lên đây. Để chúng ta dán dính cái nút tăng giảm lượng lại. Đó. Đấy bạn. Thì tạm thời chúng ta cứ để vậy. Nó không có dính liền đâu, cái keo này nó sẽ không có dính liền tại chỗ các bạn nha, nó một xíu nó mới khô. Đó, dính rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán tiếp cái nút nguồn này. Nút nguồn này mình mới mua về nè, nó sẽ có keo sẵn nè nên mình sẽ lột keo ra mình dán vô thôi. Rất là dễ dàng, không có khó khăn gì đâu các bạn. Đó. Hồi sinh một con máy trần thân các bạn. Cái máy này nói chung là thay gần hết luôn các bạn nha, chỉ có men thôi. Chỉ còn mỗi cái men với lại bộ phận chân sạc thôi, còn lại là thay hết luôn á. Mà chưa chắc là cái cộng dây cáp bộ phận chân sạc không xài được, để lát mình test mới biết được. Nếu mà nó hư nữa là phải đi mua nữa. Không phải giỡn đâu. Đó, lắp cái nút nguồn lại. Nó hơi khó gắn bạn nha, tại keo này nó không có dính. Keo này là cái keo tào lao. Ok, đó, được đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái men lại luôn nha các bạn. Lắp cái men đè luôn để cho nó giữ mấy cái này lại. Đó. Ok. Đấy bạn. Mình sẽ lắp lại. Thì để mình xem. Cái dây anten này nó đi đâu. Dây anten nằm bên đây. Bên đây không có dây anten. Ok được rồi. Thì mình sẽ xiết hai ngóc lại bạn nha. Đây xiết hai ngóc lại. Hai ngóc này nó sẽ giữ cái men lại cố định ở trên cái sườn máy. Các bạn mà có nhu cầu sửa máy thì liên hệ cho anh TV qua số điện thoại là 0772 659 691 và thời gian làm việc cũng như là nhận cuộc gọi của mình là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều nha các bạn. Ok, đấy các bạn, đẹp rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sàn những thứ còn lại ở trên cái bộ vỏ cũ ha. Đó, đây mình để mình dán này lại tí xíu. Đó. Dán nút tăng giảm lượng lại nè. Dán nút nguồn lại. Đó. Ok. Cho nó cố định lại để không khỏi xúc xảy. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ cần phải sàn những cái thứ linh tinh từ bên cái bộ phận cụm chân sạc nè. Đó, ốc vít rồi nó mở hết trơn nè. Đã vô thợ rồi, máy này đã vô thợ rồi và áo giá cao quá nên người ta mang về. Mình bảo đảm mấy bạn là căn Oppo F7 này á, ốp chính nè. Các bạn đem ra ngoài mà sửa với tình trạng vậy sửa 3 triệu bạc còn chưa thấm thía nữa. Mình ở đây mình bảo đảm các bạn chưa tới 1 triệu rưỡi. Mình sửa các bạn là chưa tới 1 triệu rưỡi luôn. Lát nữa mình sẽ báo giá kết quả cuối cùng cho bạn nghe. Cái con máy này các bạn đi vô đi, sửa ở chỗ khác đi, vô chỗ trung tâm bảo hành của Oppo thử coi. Không, đã thay màn hình á, nếu mà riêng thay màn hình thôi đã 2 triệu mấy rồi các bạn à. Đừng có nói mà thay hết tất cả những thứ như vậy thì cái chuyện 3 4 triệu là chuyện bình thường các bạn ơi. Mà với cái giá máy đó, giá sửa đó thì thôi đem cái máy về dục chứ sửa làm gì. Ok, mình sẽ lấy cái bộ phận chân sạc này ra.
đó, mi cáp. Đây là cái loa bạn nha, đây là cái loa của Oppo F9 này đó. Mình sẽ mở lấy cọng dây này ra, cọng dây này mà thấy còn ok nè, không có đứt nè, chắc không hư đâu. Đây là cọng dây anten nha các bạn. Cọng dây anten này thì ở ngoài cửa hàng linh kiện nó không có bán, nhưng mà để một lát nữa mình coi mình chấm hàng này được hay không. Cái cọng dây này thì nó cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nếu không có cọng dây này thì máy nó vẫn nhận sóng bình thường à, nó không có đến nỗi là không có nhận sóng đâu. Giờ tiếp tục mình sẽ mở cái này ra để mình coi nó có ốc vít gì không nha. Cái này là cái keo, nó có một con ốc nè các bạn. Máy này thợ đã mở ra rồi nhưng mà họ lắp ráp lại không đúng cái quy cách nè, bắt ốc tùm lum tùm la hết đó. Mình sẽ mở ra, mình lấy con gung nữa bạn, lấy con gung nè đó, lấy con gung ra nè. Lấy cái cọng dây này luôn, dây này là dây dẫn cái gì đây nè đó, lắp tách nữa ra. Chúng ta phải cẩn thận các bạn nha, chúng ta không cẩn thận là chúng ta sẽ vô tình làm đứt mấy cọng dây này thì nó uổng lắm nha. Rồi ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vô cái khung sườn mới đó. Thì nãy mình tháo gì ra trước thì mình tháo gì ra sau cùng, thì mình gắn lại sau cùng. Gắn lại đầu tiên, cái lộn xin lỗi các bạn nha, nói thứ lẹo lưỡi hoài. Cái nào gắn sẵn, cái nào mở ra sau cùng thì gắn trước trước tiên. Đây gắn vô nè. Mình thì mình miền Tây nên mình có dùng cái từ gắn chứ mình không có dùng từ lắp các bạn nha. Lắp cũng được mà gắn cũng được. Mình thì quen nói là gắn vô rồi chứ không phải là lắp. Lắp thì nó chính xác từ ngữ nó hơn. Ok, tiếp tục là chúng ta con gung nha. Đó, con gung. Rồi tiếp tục nữa thì đè cái miếng này lại nè. Đó, vô khớp là được rồi. Ok, tiếp tục nữa thì mình sẽ gắn cọng dây này vô trước tiên. Gắn cọng dây vô trước nè. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ gắn cái loa lên là xong. À, cái cọng dây này là dây dẫn dẫn đường loa nè, cọng dây dây dẫn đường loa nè. Đó, ok, đẹp đẽ liền các bạn. Đó, bắt đầu nó đã hình thành đó, bắt đầu nó định hình rồi đó. Định hình là một cái máy đàng hoàng đó, từ từ đó, dần dần xuất hiện một cái máy đó các bạn. Hồi nãy là cái đống ve chai, cái đống gác, bây giờ là cái máy rồi đó. Bây giờ mới gọi là máy nè. Đó, mình sẽ tiến hành mình hồi sinh cho các bạn xem. Bắt ốc lại nè. Clip thì nói chung mình quay mình sẽ không có cắt bỏ nhiều, chủ yếu là mình cho các bạn xem để các bạn có thể có những cái máy ở nhà mà các bạn hư thì các bạn có thể làm theo, để các bạn có thể tự sửa chữa những con máy ở nhà. Linh kiện thì chúng ta cứ ra cửa hàng ta mua thôi các bạn. Lúc nãy mình vô tình mình quên gắn cọng dây anten nè, thì mình cứ gắn vô đi, một lát nữa có sử dụng hay không sử dụng thì tính sau, cứ gắn vô cho đầy đủ. Đó, ok, bắt ốc lại nha các bạn. Tạm thời thì mình sẽ bắt một hai con để nó cố định những cái phần này lại thôi, rồi lát nữa thì mới bắt hết tất cả ốc vít. Ok, để coi nó có xuyên qua đây không, không có xuyên qua các bạn nha, ốc vít nó đúng vị trí nó thôi đó. Rồi thì giờ mình sẽ dán lại cái cọng dây cáp dẫn từ trên men xuống ngay bộ phận chân sạc nè, dán nó lại. Chúng ta gắn cái cáp vô trước rồi chúng ta hãy dán vô sau nha. Để gắn hai đầu cáp vô trước nè. Đây ta đẩy vô nè, đẩy nó nằm sát mí nè. Đó, đẩy nằm sát mí rồi chúng ta mới nhấn xuống. Ok. Được các bạn. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ lắp màn hình các bạn nha. Giờ công đoạn cuối cùng nữa chúng ta là lắp màn hình các bạn à. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình đổ keo nè. Đó, mình sẽ đổ keo. Ở đây thì các bạn lưu ý cho mình là cái Oppo F9 này á, cái viền nó rất là mỏng, đây nè, cái viền nó mỏng mỏng đến nỗi là không thể nào đổ keo được ở trên cái viền, nên bắt buộc ở đây mình sẽ đổ keo ở phía dưới này, đổ keo vòng vòng ở đây mà đổ ít thôi, để khi mà mai mốt có sửa tháo ra để ép kính này nọ thì nó dễ tháo ra hơn, còn ta đổ nhiều quá thì nó khó tháo. Ở đây bắt buộc là phải làm gì thôi, tại vì không có thể nào mà đổ keo ở trên cái viền này được, nó rất là mỏng, nó không giữ, nó không thể nào giữ lại cái màn hình của ta được. Rồi mình sẽ đổ keo các bạn nha. Đó, mình sẽ đổ đủ vừa đủ keo thôi, đi vòng vòng cái viền này. Keo thì bản chất của nó là khi mà gặp nhiệt độ cao thì nó tự chảy ra thôi, cho nên khi mà muốn tháo màn hình này ra sửa nó rất là dễ. Người ta chỉ cần dùng máy khò, ta khò nhẹ xíu thôi thì có thể lấy màn hình ra rất là dễ dàng. Khi mà nhiệt độ có nhiệt độ vô thì cái keo nó sẽ tan ra thôi. Đó. Đây mình sẽ đổ keo quấn xung quanh cái camera. Đó, ok. Thì giờ mình sẽ lắp màn hình vô nha các bạn. Xong rồi nè. Ở đây thì mình sẽ tháo mấy cọng ganti này ra. Cái này là cái keo để dán các bạn nha.
để dán cái cáp màn hình vô cái sườn màn hình. Đó. Đây là màn hình linh kiện các bạn nha. Ở đây thì do người ta muốn rẻ, khách muốn rẻ nên mình sử dụng màn hình linh kiện loại 2 là 450 ngàn, còn màn hình linh kiện loại 1 là 550 ngàn. Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà mình thay máy các bạn nha. Chứ không phải lúc nào mình cũng lấy đồ lô, đồ tào lao mình thay cho khách đâu. Khách họ nhu cầu thế nào thì mình làm thế đó. Đâu phải ai cũng có nhu cầu, cũng có điều kiện để mà mua đồ zin, để mà lắp đồ zin các bạn. Ok, đó. Mình sẽ lắp cái màn hình vô. Đây bạn, khích gịch luôn nè, quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ lột cái keo này ra để mình dán cái màn hình, dán cái cáp màn hình vô. Đó. Ok, mình sẽ gắn cái cọng dây cáp màn hình trước khi chúng ta dán cái dán keo vô nha. Để dán lỡ dán rồi nó bị lệch chúng ta không có lắng lắp được cái cáp. Đó. Bây giờ chúng ta vuốt nè, vuốt từ đây xuống nè. Chúng ta dùng cái nhíp đè xuống. Đó, các bạn nha. Nhíp mà nhíp lục nha, nhíp bén quá là vô tình cái nhíp đó nó sẽ đâm vô cái cọng dây cáp màn hình này, đứt cọng dây cáp các bạn nha. Tiền mất tật mang đó. Mình làm cái gì mình cũng lưu ý cho các bạn để các bạn nhớ, bạn sau này bạn làm theo. Ở đây mình không có chỉ dạy cả, mình chỉ chia sẻ thôi nha các bạn. Chia sẻ thôi, những gì mình biết mình chia sẻ. Để cho các bạn nào mà có máy hư ở nhà mà muốn tự bọc ở nhà, muốn tự xử lý ở nhà luôn thì có thể làm theo. Ok, giờ mình sẽ bắt ốc vít lại cho đầy đủ nha. Ốc vít thì mình nghĩ là, đâu để mình xem đã. Hình như là phải chúng ta phải lắp cái này trước đã rồi mới bắt ốc vít. Chúng ta lắp cái bộ vỏ trước đã. Đây là bộ vỏ các bạn nha. Thì bây giờ để mình test cho các bạn xem là mình sẽ lắp pin cho mình test, cho test máy cho các bạn xem. Cái dây anten này để mình coi coi. Nếu mà cái sóng nó quy vu, sóng nó ok rồi thì mình không cần phải lắp anten. Cái anten đó không biết là anten sóng hay là anten 3G gì đó mình quên rồi. Cái cọng dây đó ngoài cửa hàng nó không có bán các bạn ạ. Cọng dây đó chúng ta phải đi ra tiệm linh kiện để nó ra kiếm những cái xác máy á. Ở đây không biết nó có bị hết pin hay không mà mình cắm mình bật nguồn nó không lên, hoặc là coi cái này nè. Nó cái chỗ này nó chưa ăn nè các bạn. Đúng rồi, chỗ này nó chưa ăn nè, cái chỗ cái nút nguồn nè nó bị cơi lên xíu nè. Mình sẽ chỉnh lại. Do cái vỏ mới này nó không có được tương thích bao nhiêu á. Ok. Giờ mình khởi động lại cho các bạn xem nè. Vẫn chưa lên được ta, để mình xem. Không biết nó có hết pin hay không để bấm khởi động lần lần nữa, mình đè mấy em xét xuống. Chỉ sợ nó chưa ăn thôi. Nó chưa ăn nên chúng ta bấm không được. Rồi lên nè, nó chưa ăn các bạn nha, chúng ta phải lấy tay đè sát xuống. Thường thì chỗ này nó có ốc để nó bắt lại nè, đè mới sát được, còn không có ốc thì chúng ta phải lấy tay đè xuống. Thì mình sẽ lấy cái sim để mình lắp vô mình test thử coi. Coi nó nhận sóng nhận đồ vi vu không. Lắp sim vô. Đây các bạn. Ok, thì nó đã bắt đầu nhận sim rồi nè, để coi nó có nhận sóng hay không nha. Đợi chút xíu. Mình sẽ đưa cái máy về chế độ máy bay trước kìa. Cho nó về máy bay rồi chúng ta mới cho nó tìm lại cái sóng. Ở đây nó vẫn chưa nhận sóng nè các bạn. Nó chưa nhận sóng. Để mình coi wifi coi. Mình không biết là cọng dây đó là dây anten wifi, là dây anten sóng điện thoại nữa. Wifi nè. À đây wifi các bạn thấy là sóng vô vi vu nè. Sóng vô vi vu rồi. Sóng wifi thì vi vu. 1, 2, 0, 0, 8, 1, 9, 9, 8. Ok. Hay là mình cần phải tắt máy để mở lại thì nó mới nhận sóng nữa. Nãy tại mình đây. Mà wifi đã vô ok nè các bạn. Giờ mình kiểm tra camera trước sau này nọ coi nó làm sao. Đây là camera trước nha các bạn. Camera trước còn rất là đẹp nè. Đây là camera sau nè các bạn. Camera sau ok. Đó. Thì để mình kiểm tra cái loa ha. Đó bắt đầu. Đó loa có đó, có loa đó các bạn. Có loa rồi đó. Có loa rồi. Thì giờ chỉ còn cái sim thôi. Sim nó chưa nhận sóng nè. Nó chưa nhận sóng thì để mình coi. Mình tháo sim ra mình lắp lại.
nó nhận sim rồi mà nó chưa nhận sóng nè, quá trời tin nhắn luôn, để lâu ngày. Khởi động lại để mình khởi động máy lại nha các bạn. Ok các bạn, giờ máy mình đã khởi động lại rồi, bây giờ thì máy đã nhận sóng và các bạn thấy là ở đây là sóng nhận đầy cây luôn. Thì mình nghĩ cọng dây anten này không phải là cọng dây anten sóng đâu, mà cọng dây này là dây Bluetooth hoặc là cái dây gì đó, chứ không phải là dây để mà thu tín hiệu sóng điện thoại các bạn. Để mình nhận cuộc gọi với các bạn xem. Đấy bạn, nó đã nhận cuộc gọi nè, lo nè. Bây giờ sẵn đây mình thử coi cảm biến còn hoạt động hay không. Để mình xem thử lại, không biết tại sao nó tắt máy nè. Cảm biến tiệm cận. Thì cái máy này hiện tại thì không còn hoạt động, cái cảm biến tiệm cận nó không hoạt động nữa các bạn à. Đây nè, khi mình để cái tay che đây thì nó không có hoạt động. Có thể là do mình chưa bắt cái men lại chắc á, thì nó chưa có ăn được cái tiếp xúc á, cái chân tiếp xúc nó chưa ăn á. Thì lát nữa mình bắt máy lại xong xuôi nó biết được. Đó thì mình giờ mình sẽ test lại lần nữa để mình nghe cái loa, coi cái loa trong nó có hoạt động hay chưa. Đó mình lấy tay đè cái loa trong lại, đè loa trong để cho nó sát vô. Ok, cái loa trong đã nghe rồi, thì bây giờ cái máy chúng ta đã ok thì mình không cần phải sửa gì nữa, mình chỉ cần lắp lại thôi. Nhưng mà ở đây cộng dây anten này bị đứt đôi á, thì sẵn đây mình cũng sẽ mình tiến hành mình hàn lại bạn nha, mình hàn cộng dây lại, mình nối cộng dây lại để cho nó tăng thêm cái tín hiệu sóng hoặc là nó có chức năng gì đó thì nó sẽ đỡ phải bị mất cái chức năng đó. Ok, thì mình sẽ hàn lại cái khâu hàn này, mình sẽ bỏ qua xíu nha, tại nó mất thời gian. Các bạn, bây giờ mình đã hàn xong được cái cộng dây sóng anten rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hoàn thiện cái máy các bạn. Đây nè, mình đã hàn lại nè. Mình đã hàn và mình đã nhét vào trong cái khe của nó rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp máy lại nha các bạn. Thì hai khúc này thì mình đã siết lại thêm xíu nữa cho nó chắc nè. Đó, rồi ok, thì mình sẽ lắp cái nút home vô. Thì không biết là cái máy này hiện tại nó còn nhận cái vân tay không nữa, thì lát nữa mình đã kiểm tra lại biết được ha. Rồi ok. Ở đây thì chúng ta chỉ cần bắt ba ngóc cho mình trước thôi, ở dưới này nè. Một con chỗ này, một con chỗ này và một con chỗ này. Còn lại thì chúng ta sẽ tháo hết các bạn nha. Còn lại chúng ta tháo hết để chúng ta lắp cái vỏ vô và bắt đầu chúng ta mới siết lại. Ok, mình sẽ lắp lại các bạn. Đó. Bây giờ bắt đầu nó đã ra một cái hình hài con Oppo F9 các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nút home ra đã nè. Thôi lấy cái cây sim nè, mình quên. Để coi còn thiếu sót gì mình quên đã, còn nữa các bạn nha. Mình cứ quen tay mình làm giống như là cái máy nó là chỉ thay màn hình thôi, mình quen tay. Ở đây là chúng ta cần phải gắn cái bộ phận nút nữa các bạn nha, nút tăng giảm lượng nè, gắn nút tăng giảm lượng vô. Tại mình cứ quên là làm theo cái kiểu như là máy chúng ta còn nguyên á, chỉ thay màn hình thôi á, thì chúng ta cứ quên trước quên sau. Quên mà chúng ta nhớ trực để chúng ta làm kịp thời được rồi, chứ đừng để mà chúng ta dán lại xong hết trơn chúng ta mới nhớ là cái nút chưa gắn vô, thì lúc đó thì nó cực. Nếu chúng ta tháo từ đầu nữa thì đuối lắm rồi. Đó, mình gắn vô các bạn. Còn một cái nút nút nguồn nữa. Còn nút nguồn. Nút nguồn nằm bên đây. Cái máy này thay hết luôn, không còn cái gì nữa. Chỉ còn cái men, mỗi cái men thôi. Mình nói các bạn ở đâu mà làm rẻ hơn được ở đây thì mình cũng chịu thua luôn. Ok, mình lắp lại. Đó, hoàn thiện rồi các bạn. Ở đây là nó cấn gì bằng biết không? Nó cấn cái dây anten nè. Là vuốt dây anten nó nằm dưới khe này. Nó cấn dây anten đó. Vuốt nó nằm xuống là chúng ta lắp là được. Đây nè, hết cấn nè. Đó, ngon lành chưa bạn? Thì giờ chúng ta sẽ bắt ốc lại nha. Ngon lành nè. Nó bắt ốc lại. Ở đây thì mình làm những video này không phải là mình dạy ai cả, mình chỉ chia sẻ thôi. Chia sẻ kinh nghiệm làm việc để cho những bạn nào mà thích vọt vạch, hoặc những bạn nào mà đam mê sửa chữa điện thoại, hoặc là những bạn đang theo học nghề, đang mới tập tành làm này nọ thế, có thể xem những video của mình để có thể có thêm cái kinh nghiệm để mà làm theo. Đó, ở đây thì mình không có phải là thầy thợ giỏi giang cả, mình chỉ là một thằng thợ vọt thôi. Mình không có qua bài bản trường lớp gì các bạn à. Mình chưa qua bài bản trường lớp gì cả, không có ai dạy mình cả. Đó, mình chỉ tự mình học, tự mình vọc, mình làm thôi. Mình ban đầu là mình đi mua mấy đồ giấy chai về, mình chế cháo, mình làm này nọ đó. Bắt đầu từ từ có lượt xem, rồi người ta tin tưởng, người ta gửi hàng cho mình làm này nọ. Rồi mình bắt đầu mới nâng cao tay nghề lên từ từ.
cứ sửa là từ từ bắt đầu tự biết thêm thôi chứ đâu có ai dạy đâu. Chúng ta sẽ bắt hết ốc luôn mà nha. Ở đây thì không biết là có đủ ốc để bắt hay không, tại vì cái máy này thợ đã mở rồi nên không biết là người ta có để ốc vô đủ không. Thì mình sẽ bắt chia đôi ra đó, mình chia đều ra, nó thiếu ở trên con thiếu dưới con cũng được không sao cả, mình ta chia đều ra để nó bắt cái máy lại tốt hơn. Ok đó bạn, thì nó thiếu một con ốc, thiếu hai ốc rồi nha, thiếu hai ốc này, nhưng mà mình đã phân bố ra đều hết trơn rồi cho nên nó sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Rồi tiếp tục nó mình sẽ mở cái ganti này ra để ta dán cái nắp lưng vô đó, nó có sẵn đủ hết trơn rồi. Ở đây là cái gương camera này các bạn, cái gương camera chúng ta dán vô, ta gá thôi không cần dán nha. Rồi bây giờ dán vô thôi nè, từ nha, mình sẽ dán mặt ở trên trước. Phan mình coi đã. Ở đây là cái này nó không có cái mắt camera, không có cái mắt đằng led. Mình sẽ tháo cái cũ bạn nha, mình sẽ tháo cái cũ bên cái vỏ cũ nè. Ở đây nó có cái mắt cái đèn led nè, thằng kia nó lại không có. Đây là ở đây nó có cái mắt của đèn led các bạn thấy không? Còn ở bên cái đồ mới thì nó không có. Để chúng ta làm thì chúng ta phải coi kỹ bạn nha, chúng ta quan sát kỹ. Đó, chúng ta lắp cái này vô. Cái mới cái cũ thì nó cũng y chang nhau thôi. Nên chúng ta cứ lấy cái cũ lắp vô thôi. Cái cũ thì nó còn ngon hơn cái mới nữa đó. Ok, nó dán rồi. Đó, ngon lành các bạn thấy chưa? Quá đã luôn. Mới tinh luôn, từ một cái xác. Cái xác không hồn mình đã hồi sinh thành một cái con ốc bồ F9 mới ken. Đó. Đấy các bạn, quá đã luôn. Chiếu luôn nè. Đó, ta đè nè, ta đè nắng cho cái nút vân tay nó sẽ vô cái khớp của cái nắp lưng. Rồi bây giờ thì không còn gì nữa, lột luôn cánh tay trước nè. Đó. Xong bạn nha, vậy là hôm nay mình đã hồi sinh được một cái con Oppo F9 với giá rẻ thúi cho một cái bạn ở dưới đâu quên tiêu rồi, bạn tên Hậu. Đó, máy đã đẹp và hoàn chỉnh, ngon lành. Thì mình sẽ báo giá cho các bạn là ở đây mình chỉ lấy tiền công thôi. Mình sẽ báo giá bạn này là tất cả là 1.3 triệu các bạn nha. Mình sẽ báo giá này là 1.3 triệu các bạn ha. Đó, cái máy này mình sẽ làm 1.3 triệu. Và ở đây thì mình làm với giá rẻ, mình chỉ làm cho bạn này mình lấy tiền công thôi, nên cái máy này mình sẽ không có bảo hành về bất cứ cái gì cả, mình chỉ làm cho bạn này thôi. Còn nếu bạn này muốn bảo hành thì mình sẽ nhờ bạn này mua thêm cái gói bảo hành là 500.000 để mình bảo hành cái màn hình cho bạn này. Còn những thứ khác thì đâu có gì hư, pin thì mình nghĩ không có hư pin rồi, còn mấy cái đồ vỏ viết này có gì đâu hư. Đó, chủ yếu là bảo hành màn hình thôi, nếu mà muốn mua chế độ bảo hành thì mua thêm 500.000 để mình không đâu. Mua thêm gói 300.000 thôi, đúng rồi, mua thêm một cái gói bảo hành là 300.000 để mình mua cái màn hình. Nếu mà có hư màn hình á, mình sẽ móc 300.000 đó ra và móc tiền túi mình ra thêm một mớ nữa mình sẽ bảo hành, tại mình đã có lấy tiền công ở trong một ít rồi. Còn không thì mình chỉ lấy đúng 1.3 triệu thôi. Đó, mà lấy 1.3 triệu, còn nếu mà mua thêm gói bảo hành nữa là 1.6 triệu. Ok, thì mình xin kết thúc video đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Các bạn thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình nha. Chào tạm biệt các bạn.